Chào bà con, chào các bác. Hôm nay Phương bò về 3 con bò chửa mới. Hàng rất là đẹp luôn nhá. Toàn hàng pha lai chim lùn. Hàng tầm đại luôn nhá. Đấy. Toàn bò trẻ. Đấy, con này là đẻ sang lứa 3 này. Đấy, con này là một lứa này. Đang có chửa lứa thứ 2 này. Đấy, hàng rất là chất lượng luôn này. Đây. Con này là cũng là đẻ lứa 3 này. Đấy, toàn bò rất là trẻ bò nhé. Đây. Em review chi tiết các bác xem từng con này. Đây, con này là mới có giống được 3 tháng này. Đấy, hàng đẹp tuyệt vời luôn nhá. Đấy, con này là đang có chửa sang lứa thứ 3. Giá rất là ok luôn. Con này là có giá là bằng 34 triệu này. Bao ship cho các bác trong vòng 100 cây nhá. Đấy. Dòng pha lai sim lùn. Con này là chiều cao nó rơi tầm cửa 1m3 nhá. Đấy. Tầm cửa 3 tạ rưỡi 3 tạ 6 hơi. 3 tạ rưỡi. Hàng đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, 34 triệu. Nguyên nhân nó như vậy là nó mới được chửa được 3 tháng cho nên là giá nó như vậy nhá. Đấy, cũng bảo hành giống cho bác này. Đấy, chân bóng của nó này. Đấy. Đấy, con này con thứ hai nhá. Con này là mới bán con. Đấy. Bò rất là trẻ bò, lối cao trường dài. Đây. Chân móng của nó này, móng sò đẹp nhá. Đấy, con này thì chiều cao nó rơi tầm của 1m35. Đấy, rất là trẻ bò. Để sang một lứa về đang có chửa lứa thứ hai. Con này là chửa 3 tháng rưỡi này. Đấy, hàng đẹp tuyệt vời luôn nhá. Đấy, rất là trẻ bò luôn. Đấy, cao trường dài. Con này là có giá là bằng 37 triệu này. Đấy. Bảo hành giống cho các bác nhé. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn này. Đấy. Đấy. Mỗi con nó mỗi lối. Đấy, cái dòng này thì nó thuộc cái dòng pha lai sim lùn. Nhưng mà con này nó tầm trung. Nên là nó không phải là hàng cao quá nhá, nhưng con bò thì bò nó thuộc về bò hàng tầm đại này. Con này nó mới đẻ một lứa nó đã như này, tầm cửa 3 tạ 7 hơi nhá. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho em nhá. Bắt con nào thì alo cho em này. Đấy. Em quay chi tiết cho bác xem từng con của các bác lắm được này. Đấy, con này là mới đẻ sang một lứa và đang có chửa lứa thứ hai nhá. Rất là trẻ bò luôn. Đây, khoang quấy của nó này, quấy chuẩn hết nhỉ. Đấy, bốn vú này. Con này thì mới bán con nhá. Đấy. Đấy, con này là dòng lai lùn này. Con này thì nó đẻ sang lứa thứ 3 này. Con này giá là 34 triệu này. Đấy. Mỗi con mỗi lối nhá. Con này là đẻ 3 lứa rồi. Đang có chửa mới được 3 tháng, kém mấy hôm đây 3 tháng nhá. Đây là hai con. Đây, con này là con thứ 3 này. Đấy, con này thì có chửa 5 tháng rành mạch này. Đấy, hàng tầm đại nhá. Dòng pha lai sim lùn đẹp. Chân móng của nó móng sò đẹp nhá. Đấy. Lối rất là thuận luôn. Đây, đầu mặt này đẹp. Quang quấy chuẩn hết nhá. Đấy.
Con này là chiều cao nó rơi tầm cỡ 1m35 nhá. Nó cỡ 3 tạ 8 hơi. Đấy. Hàng rất là chất lượng luôn này. Đấy, con này có giá là bằng 38 triệu này. Đấy. Ưu tiên cho bác nào lấy số lượng nhá. Đấy, ba con bò lái rất là đẹp luôn. Đấy, em quay rất là chi tiết từng con này. Nếu bác nào mà lấy tất ba con thì giảm vào phí ship nhá. Đấy. Toàn hàng chất lượng luôn này. Đấy, không lỗi vết gì nhá. Đấy, khoang quay chuẩn hết này. Đấy. Mấy đầu với lưng đều chuẩn hết nhá. Sừng rất là ngắn, con này đẻ sang lứa thứ ba này. Chữa đẻ hai lứa ra là có chữa lứa thứ ba nhá. Đấy, nói rành mạch. Đấy. Đấy, rất là ok luôn này. Đấy, em báo lại các bác nắm được từng con nhá. Con này là có chữa là sang tháng thứ 5 này. 38 triệu nhá. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn. Con này là chữa 3 tháng rưỡi này. Đẻ một lứa này nhá. Con này là bằng 37 triệu này. Đấy. Đây, con này là bằng 34 triệu. Đấy, toàn hàng chất lượng luôn nhé. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng nào thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Đấy, em báo giá rất là chi tiết từng con này. Hàng rất là chất lượng luôn. Đấy, bác nào có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ trực tiếp cho em nhé. Đấy, từng con toàn hàng lái lên đẹp luôn nhé. Đấy, rất là chất lượng luôn này. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn nhé. Ba con bò này em mua tất của một nhà luôn. Bác nào mà thích ưu tiên cho các bác nào mà lấy số lượng nhá. Đấy, lấy tất được 3 con thì em giảm giá cho. Đấy, rất là ok luôn. Hoàn hàng lai lùn đẹp. Đấy. Rất là tuyệt vời luôn nhá. Giá cả hợp lý. Báo giá công khai nên là bác nào mà yêu thích thì liên hệ trực tiếp cho em. Đấy. Chất lượng luôn nhá. Đấy. Chào các bác.